Ôi, lại lại một con này đâu. Chấp nhận là nặng. Vợ bố nó. Các bạn nghe tiếng ơi âm của nó chưa? Sợ thật nghe cái tiếng của nó. Cái khu này là cái bãi đất trống các bạn ạ. À, thì chỗ này thì nó cũng gần khu dân cư nên là anh em mình thả thì cũng không dám thả thâu đêm, nó cũng chỉ thả tầm đến khoảng 8 giờ 8 rưỡi tối là lại phải kéo hết xuống thôi. Không thả cao quá mà cũng không thả lâu. Với cái loại này mà nó vã cho đi đêm thì ở quanh đây người già thì sợ mọi người không ngủ được. Mệt chưa? Quả 4 mét này mà kéo bằng dây này xuống mà gió to thế này kéo mà không găng là đỏ hết tay. Đấy, sắp dịch tới nơi rồi. Sắp xuống rồi. Cẩn thận nó bổ vào đầu ấy. Này mà vào đầu rồi thôi xác định luôn đấy. Quả này mười mấy quả? 19 quả. Hay nào? Ôi thôi bỏ mẹ rồi. Sao? Bổ xuống à? Ờ không sao. Không sao không sao không sao. Sao cái cánh? Mẹ cánh này thì hình như cọc sáo nó hơi lệch cái sao ấy nhỉ? Cọc sáo bị lệch cái sao ấy đúng không? Gãy cọc à? Ủa, đệm thêm à? Quả lay đi. Anh lấy cái dây khác đấy, anh cái mít ở đấy. Không, kéo vào cái đoạn phía trên là. Đây là cái dây nào. Nó bị cọc này là nó bị hơi choãi về đằng trước. Hôm nào đầu tư lại cái cọc sáo đi. Đấy, cho anh em chiêm ngưỡng cái quả này. 19 quả đấy. Wow. Cọc sáo nó bị gãy anh em ạ. À, nó bị gãy nên là lúc ấy là nó hơi bị choãi ra nên là cái gió nó vào nó không kêu được to, phải chỉnh lại. Bây giờ thả lại con này lên nhá. Giờ sẽ cho mọi người xem là cái âm của nó gầm rú nó như thế nào nhá. Gió tự nhiên là chậm rồi, ít rồi sao ấy? Được không? Gió nhỏ lúc nãy rồi. Không được rồi. Sẽ phải cho xuống để làm lại rồi anh em. Cho nó xa khỏi cái đường dây điện ra. Kinh thế. Thả. Nhàng này dễ gãy sáo lắm. Thôi nhưng không sao rồi. Không sao. Sao? Gió hơi yếu. Lại lần hai nha anh em nhá. Lần vừa rồi là nèo nó vẫn bị hơi lệch. Mà gió này lại nhỏ quá. Ở đây thì chắc là nghe tiếng nó sẽ bé hơn tí. Gió hơi bé rồi. Nó vẫn bị đảo về ở bên. Ôi. Đập vào đây được. Chốt dây thôi, tháo ra thì vẫn được. Không phải là bài âm nó vẫn thế mà. Nhưng bây giờ nếu mà sai em xuống dưới làm bảo lại vải cho được hay mà. Nó lại là quấn nào nữa. Lại vải nó nặng. Ôi. Lại vải một con này đâu. Chấp nhận là nặng. Vợ bố nó dập mẹ con cá, nghe mới đau nhỉ? Dập mẹ con cú. Em ra luôn đấy. Bóng nư. Phí. Thầy cứ thấy bóng hay ở đấy nhá. Hơi phí. Ôi, lần này quyết định phải cho lên lần thứ 3 này anh em. Hai lần không lên được rồi. Tại vì hai lần vừa rồi là gió là một
một phần, mấy thứ hai là cái cọc sáo nó bị gãy các bạn, gãy gãy cọc sáo mới cả nó bị dập cái ống to nhất ấy, nên là quả này là bây giờ là quyết định cho lên lần thứ 3. Ok nhá. Không được rồi, lao 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 đi ra, lao đi ra, lao thả đây em, thả dây đi rồi. Ba lần sau để lại cả ba lần không được, căng đấy. Người ta bảo là quá tam ba bận đấy, mẹ ba bận là không lên được đấy. Ok, giờ sẽ nắp con diều này vào xong rồi để thả lên nhá. Cái con kia thì nó ba lần không lên được rồi anh em ạ, khả năng cao là không, là tí nó phải chỉnh lại, nếu mà được thì sẽ thả. Còn bây giờ sẽ chốt con này lên trước xong rồi mình tới con kia. Ừ rồi, tới con kia. Thôi con kia trước thì còn hơn. Con kia á? Con kia mình. Thế thích nghe cái nào? Thích nghe sáo nào? Thích nghe sáo này hay sáo kia? Thích nghe con bò kia. Mất diều cái nào? Mất cái đèn. Đó là Dương ơi, quả kia lắp con gì? Còi à hay là ấy? Lắp bộ bò á, cõng được không? Con nhẹ xuống con này. Nhưng mà nó hơi lệch cái chân đấy. Hơi lệch cọc. Ok, giờ sẽ cho con hòa âm này lên nhá. Cơ đỏ sao vàng. Cơ đỏ, cơ đảng. Hòa âm, lắp hòa âm. Chở mãi mới được có gió. Gió không được rồi. Úi dồi ôi. Dạ, giận đít rồi. Video này tạm dừng thôi anh em nhé. Hẹn anh em trong video sau để quay nhé. Hôm nay thì đem mấy con diều đi giao lưu, nhưng mà mấy anh em giao lưu nhưng mà không có gió, đành chịu thôi. Ok, video này tạm dừng. Anh em nhớ để lại mình xin một đăng ký kênh nhé. Chào và hẹn gặp lại, bye bye.